Mời ăn gì muốn mua đi. Bánh gạo nè. Ăn thử bánh gạo không? Bánh gạo cuộn. Có bánh gạo cay đâu. Món gì? Hả? Mì tôm à? Bánh tráng cay còn không? Cua. Cua xanh dương á hả? Thôi một bịch thôi. Em chặt thuốc rồi chị. Khoai tây que đó đó hả? Ờ. Có gì cho anh hai? Hai anh em ăn chung. Kiếm mày rác cho anh hai hả? Có lồng đèn kìa mũi. Có lồng đèn nhỏ nhỏ nhóc luôn rồi. Lừa. Bánh tán không? Nè bánh tán không mà. Tán còn mấy bịch à? Cái gì vậy? Nè bánh tán này nè. Bánh tán này nè. Bữa coi gì mà kiếm gì. Trăng trăng. Cái hai bịch đi. Đứt đây mùi. Hai bịch nè. Từ mạnh không nổi luôn, giật dữ mà cũng không nổi luôn. Chưa cái gì nữa, tán ngũ sắc này hả? Trời ơi, đây nè, con bịch lẻ tên nè, giật đi phải nó không á, đúng không? Nhiều bịch ấy gì vậy? Nè. Để ơi, à, để đó đi. Thôi là bẻ ra tính tiền. Ừ. Rồi nha. Đó nữa hả? Cam nữa hả? Giữ. Giật mạnh xuống. Rồi, hay quá. Ê. Có bịch bánh tráng muối ớt xanh không? Sốt me không à? Không, không, không kiếm muối ớt xanh đó bà bãi. Muối ớt xanh không có. Sốt me không ạ? À? Không có muối ớt xanh. Rồi. Wow, về tới nhà rồi. Mụi đi chơi mụi về tới rồi. Đồ nổi không, nổi không? Hát bằng một tay cũng nổi nữa đó. Nhớ rồi, một tay cũng nổi nữa ha, một ngón luôn hả con, một ngón luôn dữ dội, một ngón luôn. Một tay mà một ngón nè. Nè cho anh hai que đi. Đồ xanh. Đó. Cái đó của mẹ. Cái này của mẹ phải không? Gọi cuốn. Mụi với anh hai mỗi đứa một que. Rồi mụi lấy cái này của mụi ra luôn nè mụi ơi. Mụi có gì? Có bánh xi này. Có bánh tráng nữa. Đó rồi mụi có nhiêu đó đó. Con muốn ăn cái này. Còn này đồ của mẹ không? Còn nào? Rồi cho anh hai miếng nữa, xé cho anh hai miếng nữa. Hai xuống tham gia kìa, để lên. Mẹ muốn ăn không? Ê, sao bỏ dưới đất con, đem lên đây. Bỏ lên mâm nè, rồi ui. Rồi để xé cho anh hai. Rồi con làm nha. Mẹ đi cất đồ cái. Anh hai ngồi đó đợi em nha. Yeah. Rồi đó đợi em làm cho ăn. Bài mâm ra. Em bài mâm ra em làm cho ăn. Wow, mũi cuốn xong chưa? Đó, cậu ba lấy cái nem nướng cho anh hai đi. Mảo một cây, mũi một cây, mua có hai cây. Đứa một cây xong. Con ăn gì vậy? Còn bánh tráng trước hả? Nguội rồi, nguội rồi. Mua là nó hơi ấm ấm rồi chứ. Yeah, yeah. Ôi, chữ dằn chưa. Cậu ba biết mụi đi tới đâu không? Đi ấp thu tiền không? Mụi đi tới đâu mà báo cáo mụi? Chợ nói thẳng. Rồi đi tới chợ. Tới tường mầm non. Mụi chơi ở tường mầm non. Xong rồi bắt đầu mụi mới về đây. Mấy nay tường mầm non nhập học á cậu ba. Sửa đồ lại đẹp quá chừng luôn, mũi khoái.
ơi, anh hai nó gác nè mọi, sao mọi lễ gác ở đây. Bye bye các bạn đi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Cậu trượt mới với mọi, đi con. Đi. Ra đây. Wow, cậu trượt mới đẹp quá ha. Qua đây, qua đây. Ướt không? Ướt nhem luôn hả? Đi ra, đi ra. Ướt thì đừng có trượt, đi cầu thang xuống. Ướt thì khỏi trượt, đi cầu thang xuống là trượt luôn. Trượt lao còn trượt luôn hả? Ý, trượt cái là ướt, ướt mềm luôn á. Thả dép xuống đây. Rồi xong, lao luôn cái cầu trượt sạch bóng. Ê, có cái bập bên hai con gì mũi, hai con hải cẩu nó chơi quả banh phải không, ngồi được không? Ai, có bập bên hai con hải cẩu dễ thương quá ha. Thôi đồ ướt về bạn thấy nghe cũng ướt nha em. Trời mới vừa mưa xong cho nên chỗ nào cũng ướt nhẹp hết trơn. Cái máy bay sao nó ở bên tuốt bên kia à mũi. Hồi cởi bạn Thiên nghe. Cái đung đưa đâu? Đâu mẹ không thấy. À dính dưới đất luôn hả? Ngồi ướt đít rồi thấy không? À cái lắc lắc nó qua đây đi hả? Cái đó đó hả? Mẹ không biết nữa, chắc để rồi chơi rồi chơi á. Con qua đây đi. Lưới để trèo thôi, đừng trèo. Mọi ơi, thôi qua cái lắc lắc đi, qua con phải lắc lắc à. Lắc một cái đi rồi về nha. Mũi sao mũi khoái cái này quá nè. Đứng ngay coi, đứng ngay như hồi trước coi, đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên rồi lắc, quay mặt qua đây nè. Đó, lắc à. Thích không? Đồ chơi, rồi. Này. Lắc không vậy? Ờ đi đường kia. Đi đường kia. Được không? Chào bạn hải cẩu quay về. Trời ơi léo này nữa hả?
ra ra lẹ lên. Phải đi xuống cầu thang luôn. Nãy giờ lao khô còn được luôn bạn. Được một cái nữa thôi, rồi xong. Muốn chơi bên kia à? Ừ, qua kia chút. Cầu trượt con voi nhỏ xíu. Đó, nó cũng ướt nhẹp à. Ướt nhẹp muối. Muối trượt. Ồ, trượt dơ lắm á. Đi ngược lại. Đi ngược lại, đi lùi lại. Bên này cũng có nước. Ôi, nước. Nước không à. Nước không à. Xong cầu trượt nhà banh có ướt không? Ướt nhem luôn rồi nha. Ướt không? Ướt hả cô? Ướt luôn hả? À? Trượt lại đi. Rồi xuống kiểu đó nữa. Rồi ra đây mụi ơi. Banh mới đẹp quá. Không có vô, không có vô. Không có vô luôn, bành bự quá không có vô. Bành bự quá không có vô mụi ơi. Mụi đứng xéo xẹo thôi, vô rồi được một cái. Vô hay quá ta ơi. Một tái nữa. Một tái không được. Vô rồi tái cuối cùng vô luôn. Thôi đi, đi ra đường này nè mũi ơi. Hay ta, hay dữ gà, hay dữ ta, đi dữ đi. Không vô. Vô đi. Được rồi, thành công rồi. Vậy là thành công lắm luôn rồi. Ồ. Ra thôi. Ủa dép đâu? Dép đâu? Đi đâu nữa? Về nha. Có cái nhà kìa mọi. Cái nhà cổ tích bên đây nè mọi. Có cái nhà chòi kìa mọi. Giường cổ tích. Wow, có con rùa nè, thấy không? Con rùa đẹp chưa? Cá heo. Xích đu mọi. Mọi ơi. Xích đu màu hồng. Con này hồ này có cá không? Không, không có con nào hết. Ê, con gì mũi, con gì mũi? Hả? Ngựa vàng. Con zebra. Thôi về nhà đi mũi ơi, mũi vô nhà đi mũi ơi. Mũi ơi. Thôi được, được cãi cả được. Dữ. Trời đã ta. Vô nhà, vô nhà, vô nhà. Trời mưa, chung vô nhà chung. Đã ta, có cái nhà thích thế. Chung ra khỏi nhà thôi. Nhà có ống khói màu xanh nha. Nhà có ống khói màu xanh đã. Ê mũi hô gấu cổ kìa mũi.
Rồi nhẹ nhẹ thôi nha con. Đó mà ông Bụi thấy con cao cổ với công chúa Bạch Tuyết á. Lẹ 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 đi tìm. Ủa cô bé Hoàng Hân Đỏ chứ. Cô bé Hoàng Hân Đỏ là công chúa Bạch Tuyết. Mùi là ai? Đây là cô bé Hoàng Hân Đỏ hay công chúa Bạch Tuyết? Mùi, mùi cũng không biết luôn. Mùi cởi không cao cổ nữa chứ. Mùi ơi. Rồi cái ghế. Mẹ ơi ướt nhẹp rồi. Cái ghế ướt nhẹp luôn hả? Cái mông của mùi cũng ướt nhem luôn. Đó mùi ở đây có mấy bạn ngựa vàng? Kêu bạn nữa là ba bạn ha. Rồi có bạn chơi nữa. Rồi đi về được chưa? Qua cây cầu ngũ sắc nữa. Qua cây cầu vòng. Qua cầu vòng. Cầu kiểu bớt gỗn nè. Cầu kiểu bớt gỗn. Tạc 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 tạc. Thôi đi nhanh lên. Cầu bảy màu ha. Cái băng rùa. Ủa mũi đi kiểu gì vậy? Ủa mũi đi kiểu gì vậy? Thấy không? Thằng cá heo thì kêu mũi nhanh lên mũi ơi. Mũi đi nhanh lên mũi ơi. Phiền phức quá mũi ơi. Mũi bất ổn quá mũi ơi. Rồi bye bye vườn cổ tích đi. Ôi con. Gì nữa à? Về hả? Về nha.